Sáng nay trở lại thăm chị Xuyến thì tâm trạng chị Xuyến cũng còn rất là buồn. Bên cạnh đó cũng được một vị khán giả tặng cho chị Xuyến giày gâu bạch tuộc đại dương. Sẵn tâm trạng buồn, chị làm thêm vài lon lúa mà cho vơi bớt nỗi buồn. Dạ, Kính Như Nguyên chào. Dạ, con chào. Dạ, em chào khán giả trong nước ngoài nước ha. Nước ai hay không tự nhiên nó buồn. Buồn nữa hả? Không tiền nó buồn hoài vậy đó. Rồi cái khán giả coi trên mạng nè, khán giả thấy khán giả thương quá, khán giả gửi cho hộp mực mua trong siêu thị á. Mực đại dương nè. Dạ, dạ tính xào với dưa leo ăn cơm nè, mà giờ buồn quá thôi luộc ăn luôn. Dễ sầu luôn ha. Dạ. Nay em cũng mời khán giả ăn với em á. Quá đã rồi. Khán giả trong nước và nước ăn với em, chúc ngày mới sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc. Dạ, sự như ý, tiền vàng vô cái ký nha. Em mời anh của em ăn mực luôn anh em ơi. Chị em mình mời ai mời chị em mình ăn nha. Giờ chị phải cắt cái miếng nhỏ ra. Ngon quá anh em ơi. Cắt đi. Quyền nó hấp dẫn rồi. Quyền nãy giờ nó thèm rồi. Mới rồi. Như có cả nhỏ nè. Ngồi chú tập thu điện thoại đó bây giờ đó. Bắt nhỏ nhỏ con. Cắn nổ kìa. Ồ, quá hấp dẫn rồi chị Xuyến. Giòn quá. Giòn không? Dạ. Thảm về ăn mà đạm bạc hôm nay có đồ ngon rồi ha. Dạ. Đâu có bức nổ con, cắn đi, cắn đi. Rồi đâu bức được hả? Ăn rồi nó trơn hết rồi, sống ăn rồi. Rồi sống rồi kìa. Vô tắt cái tivi luôn nha Quyền. Hồi nào giờ chỉ có ăn mực đại dương này chưa? Mực tuộc đại dương. Có ông xào cũng chưa ăn nguyên gì. Xào đâu mực nhỏ nhỏ. Dạ. Vừa ăn vừa coi. Nó nhỏ nhỏ nghe con. Nhỏ không ạ? Dạ. Ngon quá anh em ơi. Quá trời hấp dẫn nè. Dạ. Ăn gâu bạch tuộc đại dương quá trời bự nè quý anh chị. Ừ, ngon hết sức rồi nè. Mỗi lần mà chị Xuyến nói chị Xuyến buồn cái là tự động có mồi ha. Dạ. Có mồi có lúa mạch nữa. Không biết cơ duyên nào mà nó đúng thời điểm ha. Đúng thời điểm ha. Đúng thời điểm luôn. Qua nay ngồi nó buồn buồn hoài. Nó tháo thì tháo buồn buồn lắm. Vì mình vì tiền. Tình tiền. Tiền hết mình tan. Nó tháo nó buồn buồn lắm. Cũng buồn cái này cũng kia, buồn tiền. Để nãy kêu nó vô chứ. Nó mất bị bán sớm. Bữa nãy nghỉ bán mồi rồi viên chiên mà. Trời bị bán sớm à. Ế quá hả? Bán chậm. Nào xíu chắc đi bán số luôn. Rồi. Bán được không chị? Bán được rồi đó, mất ai với con. Nhiều khổ ha. Khổ bán là ngày nó bán 300. Ngày cũng được 300 ngàn. Ừ. Ngày lời cũng được 300. Ừ. Ngon quá anh em ơi. Quá ngon ha. Ờ. Ôi ôi, cái miệng ăn kìa. Nghe rỉu rỉu. Nghe rỉu 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 ha. Chết. Chắc lòng hải sản là mình luộc thì nó ngon. Giờ mời anh em vô ha. Vô. Sáng xúc miệng. Anh khán giả vô đi. Nãy là hai lúa mặt này ha. Dạ. 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 Quen nè. Dạ. 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 Dạ
Dạ rồi. Mấy ngày nay thầy đi lắm. Ba. Con này mà tự nhiên thắc mắc có liền. Nó thèm thèm là có rồi ăn liền ha. Dạ. Này là tiếng nó thèm rồi sao? Dạ. Ăn nhiều cho tí ăn cơm chắc ăn với khô hẹt quá. Hả? Khô hẹt không? Có con mới cho ăn rồi. Để cho gì? Không nghĩ bắt ngơ ở cho bọc thơ à. Rồi đã ăn vậy. Cơm. Cô ăn cơm được không? Được. Khô gì xíu? Ngon đủ chưa? À đủ loại ha. Khô nó mắc rồi mắc. Ờ, như được. Là khô cá đuối nè. Cá đuối. Rồi khô cá bóng nè. Khô mực. Khô mực nè. Khô cá bóng. Rồi khô ba chỉ nè. Khô gì mà cục bự bự gì nè mình khô đập. Đó là khô cái là khô đập. Khô đập. Ừ. Nó mua tiền triệu không đó. Rồi nó nghỉ bán nữa còn nhóc nó đem lên cho bọc keo đó. Rồi bán ế quá rồi giờ thì gẹp luôn rồi. Ế mấy bữa trời mưa đó. Ừ. Mới sao qua sao lại trên bác. Dạ. Gì vậy? Mấy mẹ con ăn đó rồi. Rồi Như ăn quá đã vậy. Trời ơi. Ngon Như. Ngon Như. Như rất ngon á. Em ăn gì là lại ăn với em rồi. Như ăn gì Như? Mẹ. Mẹ hả? Đưa cài, tôi đưa cài cho mẹ. Con về nó ăn cơm hả? Ba. Thật, leo để nguyên rồi. Rồi ngoài ra đừng đưa gì sống ăn. Ăn dưa leo không hả? Ừ. Ăn dưa leo không hả? Dưa leo phải để nguyên sống rồi đừng lộn. Ừ. Mẹ ăn gì nước? Ăn cơm ăn thịt. Quyền gần hết cái đuôi gâu bạch tuộc Đại Dương rồi. Ăn hết gâu rồi vậy? Ráo mới ráo toàn gà nữa kìa. Nó ăn chiên, chị phải cho nó ăn gâu. Dạ. Ăn cơm rồi à. Giỏi quá. Này nước nước ngọt nè, các con nè. Nước ngọt. Dạ. Sao hả? Không ngon. Đúng không? Muốn chị muốn học tiên cái gì cũng ngon. Buổi sáng sơ sơ đi xíu nha. Bạch tuộc Đại Dương với già lon lúa mạch ha. Già lon lúa mạch sức miệng. Ăn sáng nha. Ngon hết sức. Bữa nay thôi, không có tiền đi chợ mà nhà con dạ. Dạ. Ăn xong luôn đó. Cho mấy ăn khô bẹt với các bạn dạ. Dạ. Ăn nữa không? À. Cái thùng khô cá đuối đó em nướng hả ăn mấy đạm làm chén mắm màng với cơm ngon nhất hết luôn á. Chiên cũng được hả? Ừ. Chiên cũng được. Chiên cũng được hả? Chiên khỏi nướng nha. Một nướng hay chiên. Chiên ngon hả? Ngon quá em ơi. Lúc này nó ra nè. Ừ. Ngon hả? Múc một cái nó rồi. Được tổ Đại Dương là bự lắm á. Dạ. Tuy nãy đâu có không đâu mà bị lớn á. Dạ. Nhà nước láo cho ông. Ăn ngon không ma quyền? Ngon. Ngon hả? Muốn ăn nữa không? Không. Ngán hả? Ồ quá đã rồi chứ rồi. Cho cơm nào. Còn quá em ơi. Ngon thì để cái gì nè. Ngon quá mà công nhận hay nói là nước đá mình để tôi lạnh uống cũng ngon đấy kìa. Ừ. Cái gì mà chiếc cũng ngon vậy? Nó thơm. Gì cũng ngon ha. Gì mà chiếc cũng ngon. Kiểu như nước mình nấu sôi cái để nguội đó mình để vô cái sao cái cục đá thơm phức à chà. Đúng rồi đó. Ngon ngon da nó chép kìa. Ngon quá đẹp luôn. Cho miếng dưa lê thôi. Chiếc là ăn nó có thèm. Ăn bây giờ cảm nhận coi là nó giòn hay là nó làm sao nói cho tôi. Giòn. Giòn. Rồi nãy luộc rồi có nêm nếm gì không? Nó có vừa ăn không? Có. Biết nêm gì không? Mình để miếng muối với miếng bột ngọt à. Ừ. Để được. Đó. Quá êm rồi. Bữa nay tự nhiên cái đầu có khán giả cho bạch tuộc Đại Dương cái... Cho mấy món gì? Hả? Người ta cho chị mấy món. Đúng rồi.
khán giả cho hai món. Mà tôi cũng xúc xích. Đâu. Thôi, đã đi. Gái cho cô. Đúng rồi đó. Xúc xích là đúng bài của Xíu luôn rồi. Rồi, xúc xích là đúng luôn rồi đó. Xúc xích nó muốn ngồi cái mấy đứa con mày không? Xíu là phải xúc xích lắm. Không, ăn miếng nha. Tội trời cho cho. Tội. Thôi đáng quá. Bà bừng. Nhớ bây giờ chú con. Bây giờ đúng không? Nói gì vậy? Hai con như nướng quá. Có hệ điện thoại. Nghe đó ngon quá. Bà bừng. Cho miếng nè. Liêu luôn. Mấy người mà tao ngoài biển bằng hải sản sướng ha. Nhớ đưa cái đĩa ra kiếm cho coi. Đúng không? Em bé cái đứa không? Như ăn cái tờ ngán. Ngán hả? Cho bạn hoài bạn ngán không? Ngán không mẹ? Nghe lần đầu hay lần một lần hai ta ăn thôi, còn mấy lần sau ta ra ta đâu ăn nữa. Mà xíu bạn hoài ngán. Nhiều khi cua biển tôm, khi ăn gì cua hoàng đế, rồi tôm hồng nữa. Cua hoàng đế nha. Cũng ngoài biển có đâu không? Đồ thấy dữ luôn. Có bóng tượng rồi kia đó. Đồ ăn thấy dữ luôn. Nè. Trời. Nè. Đã quá chứ ơi. Rồi. Nè. Đó. Giờ còn thèm gì nữa kìa. Còn thèm gì nữa. Giờ còn thèm cua bằng đế. Mấy anh em hồi đó giờ chưa được ăn luôn. Giờ chị Hiến cái Hiến hàng cua đấy hả? Đợi đi. Đợi đi có anh nào tại chạy không? Đợi đi. Đợi đi, coi anh nào trúng số anh cho anh cái càng. Trời, như cái trang. Chị Hiến cua hoàng đế nhiêu tiền không? Nghe không? Đón thứ vậy? Anh nghe nói kiểu mấy ký vậy á? Má tôi còn trai vậy đó. Tao mà nó cà mất tiền mày có chịu á. Không có gì quá anh thèm. Tao có đại gia ăn không á. Phải không sao? Đâu đại gia ăn không á. Chiến cũng đại gia mà. Ủa các bạn người quay rồi hả? Sao vậy bút chiến sơ qua sao lại là hết luôn. Nghe không? Anh nhanh không? Trời ơi, bòi cười kìa thôi á. Hồi trước làm xúc xích cho mấy đứa ăn luôn hả? Chúc em chiên cho con ăn hả anh Phước? Xúc xích ăn không cũng ngon, mặn với tên cũng ngon luôn. Chị khoai xúc xích không? Ừ. Chị khoai xúc xích không? Khoai. Khoai lắm hả? Con khoai nè. Không, mà xíu ở khoai luôn. Mà chưa ăn xúc xích lần nào. Cái gì đó thì chưa ăn luôn hả? Ừ. Hôm qua mẹ ăn rồi mà. Ừ, mẹ mới ăn qua, mẹ nói gì mẹ? Ừ. Thôi không biết. Xúc xích thật đó. Ăn cái gì rồi? Xúc xích thật. Má ăn cái xúc xích cũng không thơ đó. Đã nghe, cái là vụ này đã nghe. Thôi chấm vô. Ăn ngoài không ngán hả chứ? Ăn cái mình ăn cây xúc xích của ổng. Mà ổng còn nói bậy hoài kìa. Ăn ngoài không ngán hả? Ừ. Ngán không? Không. Không ngán hả? Trời ơi, ăn tích dữ thiệt. Vậy mà ổng còn nghĩ đại nghĩ xấu mình nữa đó. Ổng nói mà ăn xúc xích lạ hả? Không có rồi đó, giờ không có luôn mấy năm luôn á. Nhầm. Chia tay em ra mấy đứa này nè. Không có ai. Không ai luôn. Không phải không có người thương mình. Cũng thương nhất chứ mà mình không có chịu. Không chịu ha. Ừ. Có nhiều người thương lắm. Chịu mình ông Tư à. Không hỏi nữa hả? Em không chịu luôn, sợ ghen tương luôn mất công á. Còn thương em á. Ai phải chống chừng mới được ha. Ừ. Thương nhóc á. Ai muốn mà thương bà Xuyến thì phải chống chừng. À. Chứ còn có vợ thì kia bà không chịu. Sao bị ghen tương luôn lắm. Thấy gì ba vụ ghen tương nguy hiểm lắm. Mệt lắm ha. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi.